Sáng ngày 19 tháng 4, công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang làm rõ vụ chồng chém vợ rồi chạy về phóng hỏa đốt nhà tại xã Cẩm Hà. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 18 tháng 4, sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến dập tắt đám cháy tại nhà ông Tê ở xã Cẩm Hà. Xác minh thêm, lực lượng chức năng nhận định có khả năng ông Tê bức xúc với vợ rồi tự đốt nhà mình. Theo đó, trước khi về phóng hỏa đốt nhà, ông tê đã ra chợ nơi vợ đang bán thịt để nói chuyện tại đây ông tê đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ bị thương nặng phải chuyển ra đà nẵng cấp cứu hiện ông tê cũng bị bỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện công an hội an đang làm rõ vụ việc nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuồng